Vâng, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay cũng là một ngày khá đẹp trời. Cho nên Quốc Võ cũng chia sẻ một cái câu chuyện về năm em. Thì thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì Quốc Võ cũng liên tục cập nhật thông tin của năm em, Bùi Hữu Cường, tức là bạn trai năm em đó. Và cũng có tương tác với lại Bùi Hữu Cường, nói chuyện qua lại trong những cái tin nhắn cá nhân. Và cũng đặt mua bên phía của Cường những cái chai mà nước hoa để mình về mình thử coi nước hoa như thế nào để mình có thể là mình giới thiệu, mình chia sẻ. Bởi vì Quốc Võ thì làm về truyền thông, có khá nhiều những kênh YouTube, khán giả thì cũng có rất là nhiều khán giả ủng hộ Quốc Võ trong suốt thời gian vừa qua. Và Quốc Võ cũng là cái người mà kinh doanh về những sản phẩm về sức khỏe. Cho nên nếu như mà sản phẩm của năm em mà tốt, thật sự mà tốt, thơm, dầu thơm tuyệt vời đó, thì mình không có ngại gì mà mình giới thiệu cho năm em một tiếng để năm em có thể là được khán giả ủng hộ nhiều hơn nữa. Cho nên là trong cái clip của Quốc Võ đó thì thường thường là gặp những khán giả rất là dễ thương. Khán giả trong những clip mà nói chuyện của mình toàn là những khán giả có trí thức và họ sự hiểu biết rất rất lớn và họ có tấm lòng nhân hậu nữa. Quý vị thấy rõ ràng những lời bình luận trong cái những clip mà Quốc Võ làm đó toàn là những lời bình luận rất là tuyệt vời. Họ ủng hộ, không phải họ ủng hộ bất chấp năm em đâu. Không phải họ bênh vực cách bất chấp đâu. Nhưng mà họ hiểu biết cái gì cần cần bênh vực, cái nào cần nêu ra những khuyết điểm, chứ không phải là cái gì năm em làm cũng đúng hết, có những chuyện cần phải sửa. Giống như những cái quan điểm của chị Hồng Trinh rõ ràng trước trước mắt là quý vị thấy không, rất rõ ràng khách quan, chứ không phải là cái gì cũng bênh cái gì cũng bênh hết. Những cái điều năm em làm chưa đúng mình nêu ra, nhưng mà mình nêu ra không phải để mình chà đạp, mình vu khống, mình nhục mạ, mình xuyên tạc người ta để mình dồn người ta vào cái đường cùng, không phải vậy. Với một cái cách mà của người có tâm á, thì họ nêu ra vấn đề ra, sai sót ra để cho mong cái người mà mình nêu ra cái tên đó ra để họ biết biết cái sai mà họ sửa chữa. Tại vì nó nhân vô thập toàn mà, đâu phải ai cũng là có thể là tốt hết tất cả mọi thứ đâu quý vị. Thậm chí bản thân của mình đây, mình là cái người luôn cho mình là hoàn hoàn thiện. Nhưng đâu đó có những lúc trước khi đi ngủ mình ngồi lại mình kiểm điểm bản thân mình trong cái ngày vừa qua đó, mình đã có những cái gì làm sai chưa? Mình làm cái gì chưa hoàn thành? Hoặc là mình có những cái lời nói nào xúc phạm người khác, hoặc là gây ra những cái thù oán cá nhân, hoặc là gây ra cho người khác phiền lòng. Mình kiểm điểm bản thân mình trước khi đi ngủ để mình có thể là kịp lời mình xin lỗi người ta. Biết đâu được, người ta nói rằng là cuộc đời là vô thường. Không biết ngày mai mình thức dậy, mình có thức dậy được hay không, hay là tối nay mình ngủ là mình ngủ luôn. Như vậy thì những cái lỗi lầm của mình đã làm trong ngày hôm nay, mình đã kịp thời mình ăn năn hối cải chưa, mình kịp thời mình sửa sai chưa? Mình có thấy được những khuyết điểm của mình không? Cho nên là đối với năm em hoặc là bất cứ một người nào trong cuộc đời này cũng đều như vậy cả. Không phải chúng ta là thánh nhân, chúng ta không phải là Phật, chúng ta không phải là Chúa, chúng ta không phải là cái người thánh nhân, chúng ta chỉ là người phàm thôi. Thì dĩ nhiên ai cũng có những lỗi lầm, những khuyết điểm. Và có quan trọng chúng ta có chịu nhận ra khuyết điểm của mình để mà chúng ta sửa chữa hay không, để ngày mai chúng ta được tốt hơn hay không, đó mới là vấn đề. Cho nên trong câu chuyện của năm em thì quý vị hãy nhìn cái câu chuyện này bằng một cái tâm chân chính lương thiện và bằng cái tình nghĩa, cái tình cảm của con người đối với con người. Chứ không phải là chúng ta hùa theo đám đông để chúng ta chà đạp, chúng ta là xuyên tạc, chúng ta nhục mạ, chúng ta dồn người ta vào đường cùng để người ta không còn có đường sống nữa. Như vậy thì bạn có vui không? Nếu như một ngày nào 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 đó người ta sa cơ thất thế, người ta không còn gì để bắt nữa, rồi người ta có những ý nghĩ như là khờ dại, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người ta, rồi cái điều đó làm cho quý vị có vui hay không? Phải không ạ? Cho nên đó là Quốc Võ luôn luôn nhìn cái câu chuyện đó bằng một cái góc nhìn nó rất là bao quát, để dùng cái tâm của mình và chúng ta đặt mình vào vị trí của người đó để chúng ta thấy được là họ nên làm thế nào, họ làm vậy có đúng hay không, và nếu như có cách làm nào khác tốt hơn thì mình có nên làm như vậy hay không. Nói chung là nó nhiều nhiều cái khía cạnh lắm quý vị ha. Khi mà mình đặt cái tình trạng của năm em và bản thân của mình đó, thì mình sẽ thấy rằng là cô ấy là có phấn đấu rất là nhiều, cô ấy là một người có cố gắng, không phải buông xuôi và không phải là chịu chịu sự coi như là nhờ vả người khác, chịu một sự áp đặt của người khác lên bản thân của mình. Cô ấy là một người có bệnh, không phải là chỉ là bệnh trầm cảm không đâu, mà cô ấy là bị loãng xương, rồi cô ấy bị coi như là thoát vị đĩa đệm, thoát vị cột sống cổ và bị loãng xương nữa, là chân rất là yếu, không thể đứng hát được quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao những cái live show sau này của năm em, quý vị thấy rằng em ngồi hát không, cái lý do tại sao lại ngồi hát, bởi vì không thể đứng hát được, chân bị yếu, sức khỏe rất là kém luôn, và
con bị trầm cảm và bị tâm bệnh. Cái tâm bệnh mới là quan trọng, chứ không hẳn là chỉ là cái bệnh bên, từ từ bên cơ thể bên ngoài đâu, mà cái tâm nữa. Do là cái gì quý vị? Do là anti-fan vô họ chống đối, họ xuyên tạc hàng nhục mạ rất là nhiều luôn. Và khi mà chúng ta không có control được, không có kiểm soát được cái tư duy, cái lý trí của mình á, sẽ gây ra những suy nghĩ rất là tiêu cực. Cái điều đó làm cho sa sút đi về tinh thần và nó dẫn đến bệnh trầm cảm. Cho nên nếu mà ai mà hiểu được, đặt mình vào trường hợp của nam em, chúng ta sẽ hiểu và thông cảm được vấn đề đó, phải không ạ? Đó, báo chí ngày nào cũng đăng lên, có những cái bài báo thì với những nhà báo họ rất là ok, họ cũng hiểu chuyện, họ đưa cái tình huống ra rất đúng và cũng có những cái tin tức cũng như là rất khách khách quan. Nhưng mà cũng có nhiều cái nhà báo họ câu view câu like, họ viết bài bất chấp rồi họ luôn luôn soi mói đưa ra những cái điều tiêu cực không ạ? À? Những cái bài báo đó là những cái người đó họ viết là họ không 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 có tâm, không có đặt cái tâm của mình vào trong cái câu chuyện. Viết để rồi bôi xấu người ta rồi coi như là để cho có view thôi. Nhưng mà cái đó không phải là cái cách làm chân chính của một nhà báo. Đặc biệt là trong báo sao xa sao star đó có rất là nhiều những cái người viết bài, nhiều lắm, nhiều viết bài lắm, mỗi người một cái cách viết bài khác nhau mà cũng viết về nam em thôi. Ngày nào cũng có bài viết về nam em các quý vị, bởi vì cái bài viết về nam em thì có người, nhiều người xem hơn, phải không ạ? Câu chuyện bây giờ nó cũng hạ nhiệt bớt rồi nhưng mà nó vẫn còn người theo dõi đó. Thì hôm nay cũng có một bài viết mới đây quý vị, bài viết mới trên báo South Star luôn nha, nói rằng là nam em bỗng khóc như mưa sau khi bỏ phố về quê, chuyện gì nữa đây? À, đó là những cái từ khóa mà phải kiểu giống như là để câu view, để cho cái sự tò mò của khán giả vào họ đọc coi là cái gì ha, cái gì mà tự nhiên là nam em bỗng khóc như mưa đó. Thì bài viết thế này nè: bỏ phố về quê, nam em vẫn không được yên bình như mong đợi, chấm dấu hỏi. Từ đầu năm 2024 đến năm đến nay, chứ phải đến năm, bài viết như là những người viết này họ viết rất là cẩu thả và họ không có kiểm soát cái bài viết mình, không có sửa lỗi chính tả, không có kiểm tra lại trước khi mà đăng bài, cho nên thường xuyên là bị sai lỗi chính tả, phải không ạ? Cho nên mình vô cùng coi như là phản cảm khi mà đọc qua những cái bài viết mà cái kiểu giống như vậy. Tức là mình viết bài, thậm chí mình viết một cái bình luận ở trên Facebook, hoặc là mình viết một cái bài ở trên tường Facebook của mình, trước khi mình bấm cái nút mình đăng lên là mình phải kiểm tra lại 2-3 lần. Đầu tiên mình kiểm tra lại cái lỗi chính tả coi mình viết có bị sai sót hay không, dấu phẩy dấu chấm có đúng hay không, mình viết có dài dòng hay không, mình viết có bị trùng những cái từ khóa, trùng cái từ ngữ hay không, để mình sửa đổi lại trước khi mình bấm cái từ đăng lên. Còn trên một tờ báo, báo là báo lớn, là mình phải kiểm tra kỹ, chứ không thể nào mà viết cái bài mà kiểu giống vậy mới vô là thấy sai chính tả rồi, đúng không? Từ đầu năm 2024 đến nay, cái đến năm là cái gì đó, quý vị thấy không? Rất là cẩu thả. Nam em và những lùm xùm xung quanh cô nàng vẫn chưa giảm nhiệt. Những cái người mà họ dùng những cái từ khóa mà cô nàng này nọ đó là có vẻ như họ không được thiện cảm. Ví dụ như là mình nói rằng là nam em và những lùm xùm xung quanh cô ấy, nghe nó thiện cảm hơn không? Cái này mà dùng cái từ cô nàng là mình thấy là không không còn không có thiện cảm rồi đó. Mà chả, thậm chí chúng ta là người đọc, chúng ta cũng chả có thiện cảm đối với cái người mà viết bài này. Tên là Hoàng Nhi, Hoàng Nhi chắc con gái quá đó, cái này là dạng là chắc ghen ăn tức ở hay sao, dùng từ là cô nàng thấy không thiện cảm rồi. Theo đó, nam em đã ngưng hoạt động nghệ thuật và chuyển lên Đà Lạt sinh sống cùng bạn trai trợ lý riêng. Gặp nhiều biến cố, nam em sa sút về mặt sức khỏe lẫn tinh thần. Trong livestream mới nhất, Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2015 bất ngờ ngồi khóc như mưa trong không gian yên bình. Cô cố gắng nuốt nghẹn nhưng vẫn không giấu được tâm trạng trước ống kính. Nhiều người tỏ rõ sự lo lắng cho tâm trạng hiện tại của nam em. Xuyên suốt vài phút khóc trên livestream, người đẹp quê Tiền Giang không nói bất kỳ điều gì mà chỉ thể hiện tâm trạng buồn. Ngay sau đó, nam em ẩn ý đã cãi nhau với bạn trai nhưng không có vấn đề gì to tát. Đó, sau cơn mưa trời lại sáng. Trước đó không lâu, một số khán giả đã nói những cái lời kém duyên về việc hẹn hò của nam em và chồng sắp cưới. Cô thẳng thừng đáp lời Antifan rằng: nếu em làm được những gì mà anh Cường mang lại cho chị thì chị sẽ bỏ Cường. Chị bỏ anh Cường xong rồi có ai giúp chị không? Không. Có ai yêu thương chị hay bảo hộ chị không? Cũng không luôn. Chị được gì? Chỉ thỏa mãn được nhu cầu ghét của mọi người thôi. Vậy tại sao thì mình lại làm điều đó với một người sống vì người khác, trong khi người bên cạnh đang lo lắng cho mình? Trong một số những livestream,
Nam em từng tiết lộ cô phải đền một cái hợp đồng quảng cáo trị giá vài trăm triệu, nhưng người đẹp quê Tiền Giang không có tiền trả. Bạn trai là người thay thế cô thanh toán cho cô số tiền này cho đối tác. Nam em cho biết cô đã hết tiền nên chồng sắp cưới là người trụ cột gia đình. Cả hai tập trung kinh doanh để kiếm tiền trở lại. Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long nói cô không thể chia tay bạn trai vì anh đối xử với tôi là quá tốt, là một người chồng lý tưởng. Và hiện tại nam em đang ngừng toàn bộ hoạt động ca hát, chỉ livestream bán hàng mỗi ngày cùng bạn trai. Đó. Thì cái bài viết này tạm cái phần sau là mình thấy rằng là ok, nêu ra những cái lý luận cũng ok, lời lẽ cũng ok. Đó. Thì chỉ có rằng là cái phần đầu thôi. Thì mình hơi phản cảm với những là cái từ giống như cô nàng hoặc là về chính tả. Còn cái phần sau này thì được chấp nhận. Nhưng mà họ nói rằng là nam em coi như là khóc sướt mướt trong vòng 15 phút. Hiện tại bây giờ thưa quý vị, đối với một người giống như nam em đã từng là cái gì? Đã từng là Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, đã từng đứng trước một những sân khấu mà sắc đẹp, về sắc đẹp, cuộc thi thố tài năng lớn. Đúng không? Nam em là một cái gì đó mà phải nói rằng là được nở mặt nở mày đối với cái giới mà người đẹp tại Việt Nam để đi thi những đấu trường quốc tế và được vào trong cái top là 8 người trên mấy chục người trong tất cả các nước, thì lọt vô cái vòng 8 người. Như vậy cũng là một cái niềm vinh dự cho nước nhà rồi, đúng không? Nam em là một cái cô ca sĩ mà hát cái thể loại nhạc nhẹ, mà khi mà chúng ta nghe, chúng ta thấm được, chúng ta thấy được mình ở trong cái câu chuyện của cái bản nhạc đó. Nam em nêu tả được cảm xúc của cái bản nhạc, truyền tải được cảm xúc của cái người tác giả viết bài đó họ muốn truyền tải. Và giọng ca nam em là cái giọng rất là đặc biệt mà không có ca sĩ nào mà giống được. Và chúng ta nghe, chúng ta có thể chìm lắm vào trong cái cảm giác và những nốt nhạc đó, từng lời, từng chữ, từng giai điệu nó thấm vào trong cái trái tim để cho chúng ta cảm nhận được đó cái sự tinh túy của cái bài hát. Và nếu như chúng ta mà trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta đeo cái headphone, chúng ta mở nhạc vừa vừa đủ nghe thôi, chúng ta thấy sự êm dịu của những cái mà giai điệu mà nam em mà trình bày á, đưa chúng ta vào một giấc ngủ rất là nhẹ nhàng. Và nếu như mà quý vị mà ngay tại cái điểm, thời điểm mà quý vị có mặt tại sân khấu mà khi mà nam em trình diễn đó, thì quý vị sẽ thấy được cái sự đam mê, ha, cái sự mà tuyệt vời trong cái sự, cái niềm đam mê đó là nó như thế nào. Cho nên đây là một người có năng khiếu vô cùng về cái vấn đề về lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài ra thì cái ánh hào quang nó cao trào khi mà nam em tham gia một số những cái live show của các nhân vật nổi tiếng giống như là Trường Giang, Trấn Thành, rồi một số những nhân vật khác nữa, khi mà có những cái game show tổ chức tại Việt Nam. Thời điểm đó là thời điểm huy hoàng, thời điểm coi như là ngôi sao. Nhưng mà đùng một cái tự nhiên nó có những scandal đã xảy ra với người trong cuộc mà nam em đã từng nói rồi, và chúng ta thấy rõ ràng là đó là những cái vấn đề mà không thể nào mà có thể mà làm cho một cái con người mà nó bình thường mà có thể kiềm chế được cảm xúc. Nó thật sự nó rất là khó quý vị. Nó rất là khó. Và cô ấy cũng là một người cũng còn trẻ tuổi thôi, cũng còn khá là trẻ. Đâu phải ra đời sớm đâu, nói chung là cái tuổi đời chưa va chạm nhiều với cuộc sống. Cho nên cái sự mà từng trải, cái sự trải nghiệm cuộc sống, ha không ạ? Hoặc là kinh nghiệm, cái vốn sống chưa đủ dày. Thì bây giờ đối diện với một cái vấn đề mà nó cực kỳ, nó nghiêm trọng, khi mà có hàng trăm, hàng ngàn người họ vào họ tấn công mình trên mạng xã hội. Đặc biệt hơn nữa là người đồng nghiệp họ cũng tấn công mình, chứ không chỉ là người trên mạng xã hội không. Kể cả đồng nghiệp luôn quý vị nha, đồng nghiệp ở ngoài đời luôn họ cũng tấn công mình. Và mình bây giờ là lẻ loi, không có cha mẹ để ủng hộ, anh chị em cũng không thấy như thế nào, không biết. Không có bạn bè, không có người thân, không có họ hàng, không có đồng nghiệp. Thì bây giờ ai sẽ là cái người làm cho nam em trở thành tốt hơn? Ai sẽ là cái người có thể là ngồi bên cạnh để mà nghe nam em tâm sự, nói chuyện, hoặc là giúp cho nam em vực dậy trước những cái biến cố cuộc sống đó để trở thành một cái người như trước đây? Thì ai quý vị? Mình nhìn xung quanh không có ai cả. Chỉ có mình, một mình là bạn trai là Bùi Hữu Cường thôi.
Nhưng mà cuộc sống á, đôi khi giữa một nam một nữ mà chưa có lấy nhau đó, và có thể là khó khác tính cách nhau đó, nó cũng sẽ xảy ra những cái va chạm đó. Vợ chồng cái coi cưới nhau rồi còn va chạm, còn kéo nhau ra tòa để ly dị mà quý vị, huống chi là một người bạn trai thôi chưa cưới cho hỏi. Thì nói chung là họ yêu nhau thì họ mới là sống với nhau chung một mái nhà, nhưng mà dĩ nhiên nó cũng có những cái va chạm nào đó khi mà khác quan điểm trong cuộc sống. Thì bây giờ nếu như mà có những va chạm nhỏ đó, năm em buồn thì bây giờ không biết tâm sự với ai thì khóc là đúng rồi, khóc với lại cộng đồng thôi. Và những người nào hiểu thì vô an ủi mình, còn những người nào mà không hiểu thì vô họ là chửi mình. Nói như vậy thôi quý vị, rất đơn giản là chúng ta suy nghĩ là như vậy. Cho nên là phải có những cái chuyên gia tư vấn về tâm lý để nói chuyện với lại nam em. Hoặc là ít nhất nam em cũng có thêm một vài người bạn thân nào đó để có thể là trút bầu tâm sự. Cũng có thể là những người bạn bạn thân này họ cũng chẳng cho được cái lời khuyên nào mà kết lợi cho nam em, nhưng mà ít nhất thì họ cũng ngồi họ nghe thì nó cũng đỡ phần nào. Bây giờ không có thì bây giờ nam em lên trên mạng xã hội để mà tâm sự với lại khán giả thôi chứ biết làm gì vậy, đúng không ạ? Đó, vậy thôi đó. Cho nên cũng mong rằng là cộng đồng mạng cũng hiểu được một phần nào được câu chuyện nam em, để mà thông cảm cho cô ấy và có những cái lời khuyên chân tình, đúng không ạ? Mình có thể là bình luận à, mình gửi vào những cái lúc mà cô ấy livestream TikTok, hoặc là mình bình luận sau đó cũng được. Còn cái trang nam em thì ngày hôm qua thì mình thấy là nó đóng sách đau cái kênh rồi, không biết giờ còn không, để Quốc Võ mở ra coi coi, để Quốc Võ mở ra coi coi cái kênh của nam em bây giờ đóng luôn quý vị, cái kênh của nam em bây giờ là xong luôn rồi, game over luôn. Không biết là cô ấy tự đóng hay là Facebook họ đóng cũng không biết nữa, mệt ghê. Cho nên là thôi thì cũng cầu chúc cho nam em Bùi Hữu Cường được thành công và được hạnh phúc và sức khỏe thôi, chứ còn bây giờ mình cũng không biết như thế nào quý vị ha, mình không biết sao luôn đó. Và cũng chúc cho tất cả quý vị khán giả một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và thân tâm an lạc nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một cái clip đặc biệt về cái đợt khuyến mãi tuyệt vời này, khuyến mãi về đông trùng hạ thảo Fucodan và trà Acetaba đó, có được khuyến mãi rất tuyệt vời. Bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây nhé. Hello cả nhà thân mến, hôm nay Quốc Võ có một góc riêng rất là ấm cúng như thế này để mình pha trà, mình mời cả nhà mình ha. Xin mời cả nhà mình đó. Cái trà này uống rất là tốt quý vị, thơm ngon. Đặc biệt á, là trà này là trà chữa bệnh chứ không phải là trà mà giống như là trà khác nha, không phải là trà xanh hoặc trà ô long nha quý vị nha. Cái trà này đó uống vô đó là để giảm mỡ trong máu, quân bình lượng đường huyết ha. À, giúp cho ngủ rất là ngon, giúp cho tránh vấn đề về đau khớp. À, rất tuyệt vời luôn. Đây nè quý vị nè, trà này nè, Acetaba của Nhật Bản. Cái hộp này chúng ta mở hộp ra thì chúng ta thấy bên trong có 6 ngăn tất cả. Đây, 6 ngăn, mỗi ngăn như vậy là 10 gói, như vậy là 60 gói ha. Và hiện tại bây giờ thưa quý vị, cái giá bán chỉ có 65 đô la cho một hộp thôi. Wow, rất rẻ luôn. Sản phẩm từ Nhật Bản 100% nha, sản xuất tại Nhật Bản 100% luôn. Thì thưa quý vị, cái trà này đó được làm từ cái lá cây Acetaba trong một cái vùng biển của Nhật Bản, một vùng biển này rất là đặc biệt luôn, một hòn đảo đó. Và trong cái lá cây Acetaba này đó nó có cái chất gọi là chất chao con. Cái chất chao con này nó giúp cho chúng ta ngủ rất là ngon, giúp cho chúng ta giảm mỡ trong máu ha, tránh đau khớp, quân bình lượng đường huyết rất là hay. Cho nên là các nhà khoa học của họ mới nghiên cứu cái lá cây này và họ làm thành những cái loại trà cho dân của họ uống. Nhưng mà sau này thì chúng ta may mắn là chúng ta cũng sở hữu được là xuất khẩu qua Mỹ rồi quý vị ha. Cho nên là Quốc Võ rất là vui khi mà mình làm đại lý của hãng trà này. Nhưng mà trong cái mùa tri ân khách hàng của Quốc Võ này đó, thì mình sẽ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt dành cho các khán giả của mình, khán giả thân thương của mình. Là nếu như quý vị nào mà mua 4 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp. Đó, đặc biệt không? Mỗi hộp có 65 đô la thôi mà chúng ta mua 4 hộp là chúng ta được tặng free một hộp rồi. Và chưa hết đâu, còn được tặng thêm một bịch bức tắc mật ong nữa. À, cái này nè. Mùa này cảm cúm nhiều quý vị ha, cảm sổ mũi nhức đầu rồi ho rồi khan tiếng tùm lum hết á, thì mình ăn cái bức này nè, rất là ngon và nó tăng cường vitamin C cho mình nữa. Thì mình ăn bức, mình uống trà. Đó. Thì trong cái mùa tri ân khách hàng quý vị ha, Quốc Võ sẽ có được khuyến mãi rằng là nếu quý vị nào mà mua 4 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa và tặng thêm một bịch bức nữa ha. Đó, mau mau mình order để mình có trà mình uống quý vị ơi.
Thì cái số điện thoại của Võ đó là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Hoặc là quý vị nào mà ở Việt Nam hoặc là Canada thì có thể là liên lạc qua cái Zalo. Zalo là cộng 1-714-247-9474 nha, cộng 1-714-247-9474. Rồi, mời mọi người. Đó, mình cứ pha trà như vậy nè, cái bình thủy tinh như này mình uống thơm ngon đó quý vị. Bây giờ thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm rất đặc biệt. Đây nè, đông trùng hạ thảo. Wow, nghe cái tên nghe đã không? Đông trùng hạ thảo tinh chất từ Bhutan. Bhutan là một đất nước có đông trùng mà tốt nhất thế giới, ở trên đỉnh núi tuyết quý vị. Bây giờ có nhiều cái đông trùng mà nhân tạo họ trồng cấy từ Tây Tạng, từ Trung Quốc, rồi từ Việt Nam vân vân. Nhưng mà cái đông trùng mà tinh chất từ con đông trùng thiên nhiên ở trên đỉnh núi tuyết á, thì chỉ có Bhutan thôi quý vị, mới là tuyệt vời. Thì cái nhà khoa học của Mỹ họ mới đem về, họ nghiên cứu từ cái con đông trùng Bhutan đó và chế ra thành những viên con nhộng để họ bán, để cho cái giá thành nó giảm xuống, nó rẻ xuống, để cho ai cũng có thể là sở hữu được. Mỗi hộp này vậy quý vị chỉ có 200 đô la thôi, 200 đô la trong hộp này thôi, 90 viên tất cả quý vị. Mỗi ngày chúng ta uống 2 viên vào buổi sáng trước khi ăn. Một hộp này chúng ta uống 1 tháng rưỡi là hết. Chỉ có 200 đô la thôi quý vị. 200 đô la nha. Rất tuyệt vời luôn. Mà nếu như á mà quý vị nào mà mua 2 hộp đông trùng hạ thảo này thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một hộp trà Acetoba này miễn phí. Hộp trà này giá trị là 65 đô la. Nếu quý vị nào mà mua 2 hộp đông trùng, mình tặng cho quý vị một cái hộp trà này miễn phí. Đồng thời tặng thêm một chai dầu Tibet nữa. Chai dầu Tibet này đó là giúp cho chúng ta là mình thoa vào, ví dụ những chỗ nào mũi cắn, chúng ta bị sổ mũi nhức đầu, chúng ta bị đau lưng, đau mình mẩy gì đó quý vị. Nó thay thế dầu xanh đó, giống như là dầu nóng vậy đó, dầu xanh đó, nhưng mà cái mùi là mùi quế rất là thơm. Ha, và cũng sản xuất tại Mỹ luôn. Cho nên là cái quà tặng rất tuyệt vời luôn. Nếu quý vị nào mà mua 2 hộp đông trùng, quý vị sẽ được tặng là một hộp trà này và một chai dầu này, hai thứ này. Tổng phần quà cộng lại là 80 đô la. Nếu quý vị nào mua 2 hộp đông trùng hạ thảo. Ha. Thậm chí là quý vị được free ship luôn, nếu quý vị nào ở Mỹ hoặc là Việt Nam. Tất cả các nơi nào tại nước Mỹ hoặc là tất cả các tỉnh thành nào tại Việt Nam đều được free ship luôn quý vị. Chỉ có 400 đô la cho 2 hộp đông trùng thôi thì được free một hộp trà và một chai dầu. Free ship luôn quý vị nha. Ha. Một cái đợt riêng khách hàng quá tuyệt vời luôn. Và mọi người hãy mau mau nhanh tay nhắn tin hoặc là điện thoại cho Võ. Số điện thoại là 714-247-9474. Ha, nhắc lại là 714-247-9474 hoặc là số Zalo là cộng 1-714-247-9474. Ha, nhắc lại số Zalo là cộng 1-714-247-9474. Rồi, mời cả nhà mình một cái tách trà nha. Bây giờ còn một sản phẩm đặc biệt nữa quý vị. Fucoidan. À, mọi người mà biết tìm hiểu về thuốc, những dược thảo mà tuyệt vời đó, thì không ai không biết là Fucoidan. Fucoidan là tinh chất từ Nhật Bản. Ha, người ta đã tìm ra cái chất này cả trăm năm trước rồi quý vị. Và người ta dùng nó để cho là ngăn ngừa và điều trị ung thư. Tuyệt vời. Thì hiện nay nó còn nằm trên bàn đây quý vị. Đây, một cái chai Fucoidan quá tuyệt vời. Ngày xưa cái chai này quý vị biết là nó mắc tiền dữ lắm luôn, nhưng mà bây giờ làm tại Mỹ 100% USA, made in USA, chỉ có 200 đô la thôi quý vị. Có ai mà tin được cái chai Fucoidan mà chỉ có 200 đô la mà làm tại Mỹ 100% quý vị, thấy không? Cho nên á là thưa quý vị, đây là một cái thần dược mà để ngăn ngừa ung thư. Hiện tại bây giờ hả, ung thư quá nhiều đi. À, thực phẩm rồi bị ngộ độc rồi rau củ quả thì người ta xịt thuốc trừ sâu vô đó để ta làm cho cái rau nó tốt tươi gì đó quý vị, rồi nó ăn vô nó lại là tác hại ung thư rất là nhiều luôn, cho nên ta sợ dữ lắm. Cho nên người ta cần cái loại thuốc mà để ngăn ngừa ung thư, thì Fucoidan là thuốc, loại thuốc duy nhất và tuyệt vời nhất gọi là để ngăn ngừa ung thư, và thậm chí là hỗ trợ cho cái việc mà điều trị về hóa trị và xạ trị, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Fucoidan là the best luôn, tốt nhất. Thưa quý vị, đây. Còn bổ thận, bổ gan, bổ phổi là cái chuyện đó rất bình thường rồi, phải không ạ? Đông trùng hạ thảo hoặc là Fucoidan đều mang tính chất là bổ gan, bổ thận, bổ phổi. Đông trùng thì giúp đỡ thêm cho chúng ta về vấn đề về tránh tiểu đêm, tiểu nhất. Còn Fucoidan thì nó mạnh, rất là mạnh về vấn đề về ung thư. Cho nên là đây là một loại thuốc mà để ngăn ngừa ung thư là tuyệt vời nhất.
Và hiện tại bây giờ giá bán bao nhiêu quý vị? 200 đô la thôi, mình nói rằng mình không thể tin được. 200 đô la cho một hộp này mà tới 180 viên luôn quý vị. Nếu như mình chưa bao giờ có bị ung thư, mình sợ mình bị mình ngăn ngừa đó thì mình uống ngày 2 viên thôi. Còn nếu như chúng ta đang bị ung thư thì tùy theo giai đoạn nặng hay nhẹ mà chúng ta uống là từ 4 tới 6 viên cho mỗi ngày nha. Còn chúng ta chỉ để ngăn ngừa thôi thì chúng ta uống ngày 2 viên thôi. 180 viên này chúng ta uống được 3 tháng như quý vị nha. Chỉ có 200 đô la thôi quý vị. Giá quá rẻ luôn. Đó. Nhưng mà chưa hết đâu. Trong cái mùa tri ân khách hàng, Quốc Võ sẽ để cho quý vị một cái giá đặc biệt và khuyến mãi đặc biệt luôn. Tức là nếu quý vị nào mà mua hai hộp Fugran này thì quý vị sẽ được tặng free một cái hộp trà Asitaba này. Ha, tặng free một hộp trà này. Giá hộp trà này là 65 đô la tặng free luôn. Kèm theo một chai dầu Tibet nữa. Chai dầu này giá 15 đô la tặng free luôn. Tức là tổng của hai cái phần quà tặng này là 80 đô la. Nếu như quý vị nào mà mua hai hộp Fugran tặng free hai hộp này. Đồng thời free ship cho quý vị luôn nha, free ship luôn. Đó. Quý vị có thể order cái là hai hộp đông trùng, hoặc là quý vị có thể order hai hộp Fugran, hoặc là thậm chí quý vị có thể là order mỗi thứ một hộp, miễn sao cộng lại là hai hộp thôi là ok. Đều được free một cái hộp trà Asitaba và free một cây dầu này và free ship nha quý vị. Đó. Không có cái đợt khuyến mãi tuyệt vời nào bằng cái đợt này hết quý vị, bởi vì chỉ cần khách hàng đó. Mỗi năm như vậy thì Quốc Võ có một vài lần để tri ân khách hàng đó, thì mình có những cái đợt khuyến mãi thế này để mình cảm ơn, mình tri ân khách hàng. Thì quý vị hãy mau điện thoại hoặc là nhắn tin cho Quốc Võ, số điện thoại là 7142479474 nha, 7142479474, hoặc là cái Zalo là +1 7142479474 nha quý vị nha, +1 7142479474. Đó, quá tuyệt vời rồi. Có vỏ, mời cả nhà mình cùng nâng ly ha. Cái trà này nó thơm dữ lắm, uống cả ngày vậy đó. Và nhân dịp cái ngày mới đó, thì Quốc Võ xin mến chúc cho tất cả quý vị một ngày mới thật là bình yên, hạnh phúc và thân tâm thường an lạc nha. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới nha. Ok, xin tạm biệt quý vị.